Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, kể từ khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, Hải quân Đức Quốc xã có 57 tàu ngầm, được mệnh danh là bầy sói. Tuy nhiên thực chất trong đó chỉ có 39 chiếc đã được đưa vào hoạt động ở Đại Tây Dương. Chiến trường chính của Đức Quốc xã chống lại nước Anh và nguồn cung ứng cho nước Anh từ Mỹ. Và với ưu thế ban đầu, tàu ngầm Đức được mệnh danh là những kẻ đi săn, chuyên đi tìm và diệt những tàu chở hàng cung ứng cho nước Anh. Có thời gian đã đẩy nước Anh tới bên lề của cuộc khủng hoảng trầm trọng vì thiếu hàng hóa. Trong khi đó thì sau những tổn thất thảm hại trong năm 1940, Hải quân Hoàng gia Anh buộc phải chấn chỉnh lại chiến lược chống quân Đức. Một trong những thay đổi quan trọng là thiết lập những đội tàu chiến hộ tống thường xuyên cho các đoàn tàu hàng tiếp vận. Tháng 2 năm 1941, Bộ Tư lệnh Hải quân Anh cũng đã rời căn cứ từ Plymouth đến Liverpool để tiện liên lạc với các cuộc hành quân trên Đại Tây Dương. Không quân Anh cũng bắt đầu được sử dụng trong công tác hộ tống và tấn công phản kích quân lực Đức. Về mặt kỹ thuật, các đài radar trên tàu chiến và máy bay Anh cũng được phát triển để có thể phát hiện tàu ngầm đối phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi kỳ thứ 5 của bộ phim tài liệu khoa học quân sự mang tên Đội hộ tống cuộc chiến Đại Tây Dương trong chương trình Hồ sơ X của đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngay sau đây. Tháng 12 năm 1941, trận Trân Châu Cảng đã buộc Mỹ tham gia Thế chiến thứ hai. Khối trục phát xít sẽ phải thất bại. Giờ đây với sự giúp đỡ của Mỹ, quân đồng minh lên kế hoạch đập tan đội tàu U đang đe dọa giao thông đường thủy của Anh. Nhưng quân Đức có âm mưu riêng nhằm vào mục tiêu mới. Đây là một trận đấu công bằng. Tôi nhìn quanh và nghĩ quân ta có nhiều người hy sinh. Tàu U của Đức sắp đưa chiến tranh thẳng tới những bờ biển không được đề phòng của nước Mỹ. Tháng 12 năm 1941, tàu ngầm tầm xa của Đức U-123 khởi hành thực hiện một sứ mệnh tối mật. Chỉ huy là Reinhard Hardegen, thuộc nhóm sĩ quan thành công và táo bạo nhất của Đức Quốc xã. Tôi khởi hành vào 23 tháng 12. Tôi không muốn đi vào ngày 24 vì không muốn đoàn thủy thủ hay xe khớt trước ngày Giáng sinh. Tôi nhận được lệnh ra khơi và một phong bì. Tôi chỉ được mở sau khi đã đi 10 độ về hướng Tây. Sau 4 ngày, Hardegen mở phong bì bí mật đó. Nhiệm vụ của ông ta thuộc một kế hoạch táo bạo. Nước Đức hy vọng nhờ đó sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến. Chiến dịch Drumbeat là kế hoạch nhằm đưa tàu U tới bờ biển Mỹ và tấn công quân Mỹ hết sức. Càng sớm càng mạnh càng tốt trước khi người Mỹ kịp trở tay. Nhiệm vụ này bí mật đến nỗi mệnh lệnh của Hardegen thiếu các tài liệu then chốt. Chúng tôi không có bản đồ, vì nếu có, ai đó có thể nhận ra tàu ngầm đang hướng tới nước Mỹ. Kiến trúc sư của kế hoạch này là Cardonis, đầu não của chiến lược tàu U. Từ lâu, Donis đã muốn tấn công đường thủy của Mỹ, nhưng Hitler phản đối, vì sợ việc đó sẽ kéo Mỹ tham chiến. Giờ thì Mỹ đã tham chiến, Donis đã có thể ra đòn. Quốc trưởng đã gỡ bỏ lệnh cấm liên quan đến tàu bè Mỹ. Phải nhanh chóng tận dụng cơ hội này, càng sớm càng tốt, để giành chiến thắng lớn tại bờ biển Mỹ.
Donetsk rất muốn tấn công đường thủy Mỹ trong khi nơi này vẫn đang chao đảo vì cú sốc Trân Châu Cảng. Khi mọi chú ý đổ về chiến tranh Thái Bình Dương, Donetsk tin sẽ chẳng ai ngờ tới tàu U ở bờ biển phía đông. Để đạt mục tiêu, Donetsk phải nhờ vào loại tàu ngầm lớn nhất, tàu U loại 9. Dài hơn 76 mét, nó còn dài hơn máy bay phản lực 747. Nó chở được 48 người và 22 quả ngư lôi. Sức chứa có đủ thức ăn và nhiên liệu để tới Mỹ và ở lại đó trong 2 tuần trước khi quay trở lại. Donetsk cử Hadegen và 4 chủ huy tàu U xuất sắc khác tới bờ biển phía đông bắc Mỹ để bắt đầu chiến dịch Drumbeat. Hai tàu sẽ đi tới bờ biển đông của Canada, trong khi Hadegen và 2 tàu khác hướng tới nước Mỹ. Nhiệm vụ của họ là đánh chìm các tàu hàng. Trong phong bì mà tôi mở ra là tọa độ của New York. Chúng tôi nghĩ người Mỹ sẽ rất ngạc nhiên vì họ không thể nghĩ rằng tàu ngầm Đức có thể đi xa tới bờ biển này. Ngày 11 tháng 1 năm 1942, Hadegen và đội tàu đã ở trên biển 19 ngày. Khi cách Cape Cod 480 km về phía đông, họ thấy tàu SS Cyclops. Thứ đầu tiên tôi thấy là khói. Hồi đó, hầu hết các tàu chạy bằng than. Chúng xả ra khói khi đang chạy. Tôi được lệnh tới New York, nhưng tôi phải tấn công ngay. Nếu như tôi gặp phải tàu nào lớn hơn 10.000 tấn, Hadegen phải đưa ra một quyết định khó khăn. Chiến dịch Drumbeat 2 ngày nữa mới bắt đầu. Các tàu U khác vẫn chưa tới bờ biển nước Mỹ. Nếu ông ta tấn công ngay, có nguy cơ nước Mỹ sẽ phát hiện ra tàu Đức đang đi tới vùng biển của Mỹ. Nhưng con tàu lớn thế này là phần thưởng khó cưỡng. Thuyền viên của tàu U-123 được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Đội tàu SS Cyclops không hề biết họ đang bị theo dõi. Trong số họ có Ken Ramsden, một xạ thủ chuyên bắn máy bay. Khi đó chúng tôi không hề nghĩ có tàu U ở khu vực này. Chưa tàu buôn nào từng bị tấn công khi ở gần Mỹ thế, nên chẳng ai đề phòng tàu U. Con tàu đang hướng về Halifax, chở theo 100 thủy thủ, những tình nguyện viên làm trên tàu hàng của đồng minh. Vào lúc 1 giờ 49 phút sáng, Hadegen ra lệnh khai hỏa. Bắn. Thuốc nổ hạng nặng được nạp ở mũi tàu để tạo ra sức hủy diệt tối đa. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết là tàu U. Không thể tin là có tàu U đi xa thế này ở phía tây. Chúng tôi đã tưởng đó là một quả mìn. Nhân viên tổng đài của tàu SS Cyclops biết rõ hơn. Anh ta đã cố gắng liên lạc với hải quân. Tàu U của Hadegen đã dò được tín hiệu đó. Ông ta phải cắt tín hiệu của Cyclops trước khi có ai đó trên bờ nhận được thông điệp này và phát hiện ra quân Đức đã tới. Ngay lập tức, tôi cho bắn pháo vào đài chỉ huy và tổng đài để con tàu không thể phát ra tín hiệu được. Ken Ramsden treo xuống sợi dây duy nhất và phát hiện tàu cứu hộ đã bị chìm. Một người lên với tôi. Trở lại tàu đi, Ken. Tôi nói, tôi không leo lên được. Khi đó, điều duy nhất tôi có thể làm là nhảy xuống làn nước lạnh cóng.
Tôi thấy đèn đỏ ở phía xa và tôi bơi về phía đó. Tôi nhìn thấy thủy thủ chuyển sang thuyền cứu hộ. Khi tôi nghĩ rằng trên tàu không có ai, tôi cho nổ súng. Chúng tôi bám lấy tàu cứu hộ khi quả ngư lôi thứ hai chúng tàu. Thế là nó chìm xuống. Thật kỳ diệu, liên lạc viên radio đã thoát được và bơi tới thuyền của Ken Ramsden. Ken Ramsden dùng nỗ lực tấn công của tàu U, lính gác bờ biển đã nhận được tín hiệu cấp cứu đó. Ken Ramsden đã sống sót. Còn 100 người khác đã thiệt mạng. Những nạn nhân đầu tiên của chiến dịch Drumbeat. Việc hát được Ken không thể bịt miệng tàu Cyclops giờ đây đang đe dọa toàn bộ sứ mệnh này. Tình báo Anh hiểu rõ ý nghĩa của vụ đánh đắm tàu này. Họ lập tức điện cho Hải quân Mỹ về nguy cơ đang treo lơ lửng. Hardigan chạy về phía Nam vì cho rằng Mỹ sẽ cử tàu chiến đến tìm và diệt tàu U của ông ta. Vài ngày sau, ông ta tiến tới cửa ngõ thành phố New York. Đó là khoảnh khắc đặc biệt với người chỉ huy tàu U trẻ tuổi. Ông là thủy thủ Đức đầu tiên trong Thế chiến thứ hai thấy các bờ biển của nước Mỹ. Ánh sáng có ở khắp nơi và các tàu bật đèn lình đi lên. Đó là thiên đường cho tàu ngầm vì lực lượng phòng vệ cơ bản là không tồn tại và hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trong nhiều năm, người Mỹ đã quan sát trận chiến Đại Tây Dương từ xa. Chiến tranh chỉ có trên báo chí và các bản tin. Giờ đây đội tàu U của Đức đã mang chiến tranh tới tận bậu cửa của nước Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trước tháng 12 năm 1941, mặc dù trên danh nghĩa trung lập, nhưng nước Mỹ ngày càng tham gia nhiều hơn vào cuộc tranh chấp giữa người Anh và người Đức trên chiến trường Đại Tây Dương. Đặc biệt là vào tháng 4 năm 1941, Tổng thống Mỹ Roosevelt cho nối dài khu vực an ninh xuyên Mỹ đến tận Iceland, hòn đảo trước đó được người Anh dùng làm căn cứ phòng vệ trước tình hình Đức chiếm Đan Mạch. Trước công chúng, Tổng thống Roosevelt vẫn một mực khẳng định nước này sẽ không tham chiến. Tuy nhiên, bản hợp đồng cho nước Anh mượn 50 tàu khu trục đã chứng minh nước Mỹ chính thức giúp nước Anh một tay. Hải quân Mỹ bắt đầu tham gia hộ tống tàu hàng của Anh và cũng nhiều lần đụng độ với đội tàu ngầm U của Đức. Ngày 21 tháng 5, tàu chở hàng SS Robin Moore của Mỹ đã bị tàu ngầm U-69 bắn chìm. Tin kinh hoàng này gây xáo trộn trong giới hàng hải Mỹ. Nỗi lo sợ bị tàu ngầm Đức đánh chìm tăng vọt. Tuy nhiên là phải đến tháng 12 năm 1941, trận Trân Châu Cảng mới buộc Mỹ tham gia Thế chiến thứ hai. Lúc này, người Mỹ chính thức tuyên chiến với Đức Quốc xã. Và từ đây, hải quân của ba nước Anh, Canada, Mỹ cũng chính thức phối hợp với nhau để tạo thành một lực lượng hộ tống Đại Tây Dương. Ngày 15 tháng 1 năm 1942, năm tàu U đã đến ngoài khơi Bắc Mỹ. U-123 do Reinhard Hartigan chỉ huy chiếm lĩnh vị trí ngoài khơi phía nam của đảo Long, New York. Vào 1 giờ 40 phút sáng, họ phát hiện ra Cobra, một tàu chở dầu lớn của Anh. Tàu chở dầu rất có giá trị, bởi vì cũng như hiện nay, dầu là một vật hàng rất được coi trọng. Không có nhiên liệu, không có chiến đấu. Hardigan chuẩn bị cho tàu U tấn công. Tôi thấy một cái bóng. Tôi có thể biết lộ trình của nó. Chúng tôi tới trước con tàu và tấn công nó. So
Một quả cầu lửa khổng lồ cao hơn 200 mét bùng lên. Sau một vụ nổ khủng khiếp, cả con tàu và mặt nước bốc cháy. Như thể có một cuồng lửa ở New York, nó thật vĩ đại. Hai tuần sau đó, năm tàu U do Donitz cử tới ra sức tàn phá. Hai mươi ba tàu bị đánh chìm. Tám trong số đó do công của Hardegen. Đây là một trong những chiến dịch thành công nhất của cuộc chiến. Donitz đã gửi điện mừng tới đội tàu của U-123. Ông ta đã gửi điện tới. Gửi sĩ quan Hardegen, làm tốt lắm, đánh tốt lắm. Donitz cử thêm tàu U tới khu vực tàn sát. Việc ngăn chặn tàu U thuộc về đô đốc Ernest King, chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ. King là một sĩ quan hải quân Mỹ lâu năm. Ông ấy xuất thân quân bàn, tự tạo dựng sự nghiệp trong hải quân Mỹ, có tiếng là nhiệt huyết, cứng rắn và nghiêm túc. Một sĩ quan cứng rắn, khó tính và nóng nảy. Đến con gái ông ấy cũng thừa nhận ông nóng tính, vô lý. Cha tôi cực kỳ nóng tính, lúc nào ông ấy cũng giận dữ. Không may cho quân đồng minh, năng lượng của King đang tập trung vào nơi khác. Đầu năm 1942, King chỉ quan tâm tới chiến tranh Thái Bình Dương. Chiến thắng của chiến đó là nhiệm vụ đặc biệt của King. Khi tổn thất tăng lên ở bờ biển phía đông, King bị người Anh thúc ép thành lập đội hộ tống, gồm nhóm tàu lớn đi cùng nhau và được đội vũ trang hộ tống. King từ chối với lý do là ông không có đủ tàu khu trục cần thiết để bảo vệ tàu. Ông ta thấy ý tưởng đó không ổn. Nếu không đủ quân hộ tống, sẽ chẳng thể bảo vệ cái gì. Người Anh cho rằng ít vẫn còn hơn không, vì nhất sẽ hạn chế sự tàn mát của các mục tiêu. Thường cứ 10 phút là có một tàu thương mại đi qua. Nếu đi theo nhóm, sẽ có nhiều tàu đi cùng lúc. Đi một mình, các tàu trở thành mục tiêu dễ dàng cho tàu ngầm Đức. Nước Anh bốn bề là nước với sự phòng vệ lợi hại. Vì người Anh biết rõ họ phải làm gì, nên khó có thể làm gì họ. Trong khi người Mỹ thì hoàn toàn vô hại. Mùa đông năm 1942, nước Anh tuyệt vọng mong đợi tiếp tế. Thủ tướng Churchill và các tướng lĩnh chán nản vì đô đốc King từ chối xây dựng đoàn tàu hộ tống. Ông ta sẽ không nghe lời khuyên của người Anh. Ông ta ghét người Anh. Ông ta không để tâm tới ý kiến của người Anh. Ông ta không muốn học hỏi kinh nghiệm của người Anh. Dwight Eisenhower từng nói chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn nếu ai đó bắn Ernest King. Người Anh cảm thấy King đặc biệt, không ưa họ. Đó có thể là sự thực, nhưng có vẻ như là King ghét bất cứ ai không ở trong hải quân Mỹ. Với quân đồng minh, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Sự tham gia của Mỹ vào trận chiến Đại Tây Dương đã trở thành một thảm họa. Mong mỏi chấm dứt sự tàn sát, Churchill thuyết phục King thay đổi chiến thuật. Đối mặt với cơn bão phản đối, cuối cùng King đã xuống nước, bắt đầu áp dụng các đoàn hộ tống. Trong 4 tháng, tàu U của Donitz đã đánh đắm 2 triệu tấn tàu bè. Nhưng với hành động lập đội hộ tống muộn màng, tình hình đã được cải thiện đáng kể. Khi Reinhard Hardegen trở lại bờ biển Mỹ cho sứ mệnh lần thứ hai vào cuối tháng 3 năm 1942, tình hình đã thay đổi hẳn. Bầu trời tràn ngập máy bay săn tìm tàu U. Rất khó có thể săn tàu mà không bị phát hiện ra.
15 ngày sau khi tới khu vực đánh phá, máy bay tuần tra tàu ngầm đã phát hiện ra U-123. Phi công lập tức truyền tọa độ tàu U về tàu khu trục gần đó. Hardegen lặn xuống và bị trúng bom chống tàu ngầm. Tôi mang theo một cuốn sách và giả vờ như đang đọc nó. Để mọi người hiểu, là mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Rồi sĩ quan thường trực của tôi vỗ vai tôi và nói, thuyền trưởng, ông cầm ngược sách rồi. U-123 bị hỏng động cơ trong cuộc tấn công. Nó chìm xuống đáy biển dưới 20 mét nước. Nổi lên còn khó, chứ đừng nói tới vượt tàu khu trục. Hardegen quyết định phương án cuối cùng cho đoàn thủy thủ. Đó là bơi lên mặt nước. Chúng tôi định bỏ tàu. Tôi có thể nghe thấy tiếng tàu địch đi lại bên trên, nhưng nó chưa thả quả bom nào nữa. Tôi nhận thấy họ bắt đầu đi xa dần. Hardegen quyết định thử cứu tàu ngầm. Trong hơn một giờ, họ sửa chữa trong yên lặng. Cuối cùng, sau khi sửa động cơ, Hardegen thử nổi lên mặt nước. Sử dụng động cơ điện, vì động cơ diesel đã hỏng, chúng tôi lén nổi lên một chút. Trong 2 phút căng thẳng, tàu U vẫn nằm ì dưới đáy biển. Rồi nó bắt đầu nổi lên. Tôi đã may mắn. Tàu khu trục bỏ đi vì tưởng đã đánh chìm con mồi. Hardegen lết về căn cứ ở Pháp. Ông ta được coi là anh hùng dân tộc. Hàng trăm người chào đón người đã đưa chiến tranh tới Mỹ. Đánh chìm 24 tàu, Hardegen nhập hàng ngũ, những chỉ huy tàu U nổi tiếng nhất của Đức. Cuối tháng 5, hầu như tất cả tàu bè ở bờ biển phía đông đi theo nhóm được bảo vệ bởi máy bay và tàu chiến. Số tàu bị tấn công giảm xuống đáng kể. Nhưng tổn thất của quân đồng minh vẫn rất lớn, hơn 300 tàu, gồm 129 tàu chở dầu đã bị đánh đắm. Vụ trơn trâu cảng rất tồi tệ, nhưng sự tàn sát ở bờ biển Mỹ có thể là thất bại hải quân thảm khốc nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Dönitz đã ra một đòn lớn vào quân đồng minh, giảm đáng kể lượng hàng tiếp tế tới Anh. Bất chấp thắng lợi của Dönitz, Hitler vẫn coi thường tàu U. Mùa xuân năm 1942, ông ta mãi quan tâm tới việc khác. Quân đội của ông ta bị kẹt trong trận chiến với Nga ở Đông Âu. Chiến dịch kéo dài này gây áp lực lớn tới tài lực của Đức. Hitler biết rõ Dönitz, ông ta là tên phát xít có tài. Nhưng Hitler không biết mấy về hải quân Đức. Ông ta muốn giải tán nó để dùng vào việc khác. Hitler cho rằng thép để làm tàu ngầm nên sử dụng cho quân đội để chống lại Xô Viết. Sau khi từ Mỹ thắng lợi trở về, Hardegen được cử tới báo cáo tình hình cho Hitler. Khi tới tổng hành dinh, tôi đã làm Hitler bực mình. Tôi nói với ông ta, hãy đang quay lưng lại biển và chỉ nhìn vào đất liền. Nhưng ngài không biết, đây là cuộc chiến trên biển, không phải trên đất liền. Thắng bại không phải ở trên đất liền. Cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên biển. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Hitler đã tuyên chiến với Mỹ, Đô đốc Dönitz đã sửa đổi mục tiêu chiến tranh. Tàu ngầm Đức không tập trung vào việc phong tỏa nước Anh nữa, mà chuyển sang tiêu diệt tàu đối phương càng nhiều càng tốt, ưu tiên cho những nơi có cơ hội đánh đắm tàu đối phương nhiều nhất. Những tàu ngầm đường trường đã được điều sang Mỹ để thực hiện chiến dịch Drombit. Do tổ chức tồi, lực lượng phòng thủ bờ biển ban đầu đã bất lực trước các đòn tấn công của tàu ngầm Đức vào các tàu thương mại. Sau đó, tàu ngầm Đức lại mở rộng phạm vi hoạt động ra vùng biển Caribe và Nam Đại Tây Dương. Trong năm đó, đã xảy ra nhiều trận hải chiến lớn với nhiều đoàn tàu hộ tống. Thông qua việc sử dụng tàu ngầm tiếp tế dầu và các nhu yếu phẩm khác, chẳng bao lâu sau, tàu ngầm U cũng có khả năng hoạt động ở ngoài khơi nước Mỹ. Số lượng tàu ngầm Đức có khả năng hoạt động đường dài trong Đại Tây Dương ngày càng gia tăng. Vào thời điểm cuối năm 1942, có khoảng 210 chiếc và năm này đã trở thành năm thành công nhất của tàu ngầm Đức. Vậy quân đồng minh sẽ phải đối phó với bầy sói tàu ngầm Đức như thế nào? Mọi lời giải đáp sẽ xuất hiện trong những chương trình tiếp theo của chương trình Hồ sơ X, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.